Quá trên rồi, ít tôm sướng hoa vẫn nở. Cứu tôi ơi, cứu tôi với. Có ai không? Tôi với. Ai cầu cứu đây nhở? Ai cầu cứu đây nhở? Có ai không? Cứu tôi với, tôi đây, cứu tôi với. Hả? Anh cầu bông ơi, phải là người kêu cứu đấy à? Đức không biết là đúng tôi rồi, hãy giúp tôi bỏ viên gạch này ra. Ui các bạn ơi, con gấu bông này bên nó sợ quá các bạn ạ. À. Đừng sợ, tôi không làm gì bạn đâu. Thế thôi, để tôi cứu bạn nha. À đau quá, cứu tôi với. Ôi cậu đừng sợ, để tôi cứu ra rồi này. Để cứu được cậu rồi nè. Wow. Ha ha, cảm ơn bọn nhỏ nha. Bạn ơi, bạn muốn ước gì không được, nhưng không được làm việc xấu, không được hại người khác, nhớ chưa? Cậu ơi, bây giờ tớ chưa biết ước gì, để là sau tớ ước được không? Được rồi, bây giờ ước bảo tớ, tớ đi đây. Ai mua hàng không? Mua bánh kẹo, mua kia này. Bánh kẹo siêu ngon đây. Bán kem không? Tớ có, để cho tớ một que. Ừ, cậu tự lấy đi. Yeah. Còn cậu, cậu mua gì? À, cho tớ hộp bánh. Ừ, cậu lấy đi. Ui, kem ngon thế. Đang nóng, thèm quá. Tớ lấy hai gói này cậu nha. Ui, đang khát, mình phải ra mua cái kem mới được. Thế mất rồi, đang thèm. Ai hàng không? Kem còn ngon cậu nhỉ? Kem ngon thật, trời đang nắng này, ăn kem này mát ruột thật đấy. Kem ngon thế. Ước gì mình cũng được một que, không cả bánh nữa. Ngon thật. Ngon. Ngon quá. Ui, thèm thế. Ước gì mình cũng có siêu năng lực tàng hình tốt. Ha ha ha, điều ước của bạn sẽ thành hiện thực. Hơ, ước gì? Bây giờ bạn đã tàng hình rồi đấy. Hơ, thật vậy sao? Cảm ơn ước gì nha. Thank you.
giờ mình đi chơi người khác đây. Ui các bạn ơi, mình có chiều kẹo trên này, kẹo Huba Huba này, Bim Bim qua đây này, mì tôm trẻ em này, kẹo lên xuống nước này, phang 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 này, các bạn thấy chưa? Đây là kẹo xe đạp này, đây là kẹo zip zip này. Thôi mình đói quá, mình ăn trước đây nha mọi người. Ngon quá các bạn ơi. Anh mình đang bị bắt. Hả? Công an? Công an có tôi à? Đúng rồi, tôi có anh đây. Anh đang bị bắt. Anh ăn trộm kẹo của chị này. Hả? Công an nhìn thấy tôi à? Đúng rồi, anh nhìn đi. Hả? Hucky. Bạn nhỏ, tại sao bạn lại làm chuyện xấu như vậy? Bạn ăn trộm kẹo với trộm kem của chị này đúng không? Ơ, tôi tưởng tạm mình là không ai nhìn thấy mà. Đấy là khi làm việc tốt thôi, còn việc xấu tôi đã nhắc bạn rồi mà. Nhắc á? Bạn ơi, bạn muốn ước gì không được, nhưng không được làm việc xấu, không được hại người khác, nhớ chưa? Tôi xin lỗi, tôi không có ý đâu. Bạn đang bị bắt. Nói tôi là